Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em sẽ cùng với mọi người trải nghiệm một dòng TV QLED vừa mới ra mắt trên thị trường và chuẩn bị mang về các siêu thị để bán. Đây là một trong những dòng em cam kết rằng có hình ảnh, âm thanh và chất lượng công nghệ đỉnh cao, nhưng giá thì lại rất là mềm. Mẫu TV này 55 inch thì nó chỉ rơi vào khoảng 16-17 triệu thôi. Và hy vọng rằng em sẽ báo ra sớm cho mọi người các model từ 50 cho đến 65 inch của dòng TV này. Hôm nay em thử dùng một cái video này của em. Đây là một trong những video mà em làm ở trên kênh nước ngoài, được rất nhiều những khán giả nước ngoài họ tò mò và thích thú. Chắc rằng mọi người cũng không hiểu rằng em đang thử những cái thí nghiệm gì đây, đúng không ạ? Thật ra thì cái này nó rất là đơn giản. Em đi qua rất nhiều những vùng đất, và mỗi một vùng thì nó có rất nhiều những cái thứ rất là hay. Như em đi qua một cái chỗ này thì nó có rất nhiều những cái nhựa cháy. Đây là một trong những cái kho, một trong những cái vùng đất mà nó đã bị bỏ hoang rồi. Và ở đây thì có rất nhiều những vật liệu đổ vỡ. Nó rất là trống trải, đúng không mọi người? Rất nhiều điều thú vị ở mảnh đất này. Nó có một cái hợp chất nhựa cháy mà em vừa mới đốt thử cho mọi người xem đấy. Cái đó thì để làm được rất nhiều những loại thí nghiệm khác nhau. Và những mảnh nhựa này thì nó đã vùi lấp ở trong đất rất là lâu rồi. Đây người ta đã phải cuốc lên, và nếu như trời mưa ấy, thì nó sẽ lộ thiên. Còn nếu không thì sẽ phải cuốc nó ở dưới lòng đất như thế này. Mọi người có thể tinh mắt nhìn thấy nó rất nhiều những màu nhựa. Những màu nhựa cháy. Đây ạ, ví dụ như màu nhựa này. Màu này thì nó rất là bé, nhưng mà nó dùng để làm được rất nhiều thứ hay, rất nhiều trò chơi thú vị nha mọi người. Chắc là sẽ rất nhiều người sẽ không biết màu nhựa này đâu. Chỉ có bác nào mà làm ở trong lính hoặc là công tác ở bên quân đội hoặc phòng thí nghiệm rồi thì chắc sẽ biết. Đây, màu này rất là dài luôn. Màu này dài lắm. Tí nữa em sẽ làm cho mọi người thấy rằng nó sẽ có rất nhiều cái hay và có thể dùng cũng rất hữu ích cho một số những cái việc. Đây, rất nhiều. Thông thường thì mọi người sẽ phải cuốc lên. Và như mọi người nói rằng là cuốc ở đây thì rất là nhiều. Nó không chỉ là những vật liệu cháy như thế này đâu, mà nó còn có cả sắt thép nữa. Có rất nhiều luôn. Và có người thì còn đào được cả xương người nữa thì phải. Nếu không nhầm thì ở chỗ này có đến 4 người đã bị thiệt mạng ở đây rồi. Và cái chuyện mà đào được xương là bình thường. Rất nhiều sắt thép, rất nhiều phế liệu. Đây là còn mà mọi người còn nhặt bớt rồi đấy. Ở đây mà đào được những thứ như vật phẩm hoặc là những thứ liên quan đến chất cháy nổ thì nhiều lắm. Đây, cái này dài này. Cái này rất là dài luôn. Và tí nữa thì em sẽ hướng dẫn mọi người xem rằng để làm gì với những cái này nhá. Cái này dài thật. Đây có một cái nữa này. Nhiều lắm mọi người ạ. Nơi trong đất thì nó toàn là gạch vỡ rồi sắt thép. Thật ra thì đúng là nếu ở đây một mình thì cũng hơi lạnh người mọi người ạ. Nhiều lắm. Đó, cái này đẹp này. Rất là thẳng. Đây này. Đó, cái này dài. Những cái thon thon mà thẳng như thế này thì dùng được làm rất nhiều. Thậm chí với những vật liệu này em có thể làm bẫy được cho mọi người xem. Em đã từng làm những video dùng cái này để làm bẫy chuột rồi. Hay lắm.
Nếu mà có thời gian thì cuốc lên thì bên dưới nó nhiều lắm. Có những cái nó dài bằng cái đũa cơ. Nhưng mà vì là em chỉ có một mình thôi, nên là vừa quay vừa cuốc nên là cũng khó lắm. Vùng đất này nhiều thứ hay ho lắm mọi người ạ. Mày này nhỏ quá. Nhưng mà vẫn lấy được, không sao. Đây nữa này. Ủa. Vì mắt em nó cũng cận nên ra là nhìn nó không rõ, chứ thực ra nó rất nhiều đấy. Nhưng mà mình nhìn không kỹ, mọi người thử nhìn kỹ mà xem. Tóm lại là nhặt được từ này rồi. Và có lẽ em chỉ cần từng này thôi. Sẽ dùng cái này về để làm rất nhiều thứ. Và em đã làm rất nhiều những cái trò hay từ những cái sản phẩm này rồi. Đây là vùng đất mà em vừa cuốc ấy. Mọi người nhìn thấy cái trụ đằng kia không ạ? Có muốn khám phá không? Em sẽ dẫn mọi người đi khám phá. Rất rộng đúng không ạ? Hoang vu, không có người. Chỉ có một hai người chăn trâu nhưng mà tóm lại là ở đây thì ở đây một mình thì hơi lạnh. Cái ụ kìa, nó còn có cả hầm hố nữa cơ. Mọi người muốn khám phá cái hầm này không ạ? Có thể hôm nào em sẽ làm cái video sinh tồn ở trong cái hầm này đấy. Thật ra nghĩ ra rồi nhưng mà sợ, bởi vì cứ nghĩ cái cảnh có 4 người chết ở đây rồi mình cũng ghê ghê. Đó, hầm này thông lằng nhằng cả. Đó. Còn cái trụ kia đố mọi người biết là cái gì. Thì sau khi cái nhựa đấy về thì em sẽ bắt đầu làm thử. Thì hôm nay thì em chỉ làm thử một cái trò chơi nho nhỏ thôi, để xem là nó có thể phụt và bật đến đâu nhé. Mọi người thấy không ạ? Đây là một chất nhựa cháy. Nó cháy cực kỳ khủng khiếp luôn. Và dập tắt nó còn khó cơ. Em sẽ dùng cái giấy bạc ở trong bao thuốc thông thường thôi. Nhưng mà nếu mà giấy bạc của cái bao thuốc du lịch ấy, cái giấy bạc màu bạc ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái giấy bạc màu vàng này thì ra cái chất lượng giấy ở bên trong của nó thì nó bắt lửa cũng bình thường. Nên em sẽ thử xem. Mọi người sẽ dùng cái giấy này để quấn màu nhựa lại. Quấn như em quấn đây. Mọi người quấn mà nó càng chặt thì càng tốt. Càng chặt thì cái lực nó sinh ra càng lớn. Và nó sẽ càng bay xa hoặc là càng bay cao. Thì bình thường nếu như bọn em mà làm cái này, nó có thể bay cao được đến hàng trăm mét, 200 mét là bình thường. Tùy theo là mình sẽ sử dụng một cái mẩu nhựa cháy này dài hay ngắn. Nó lên rất là cao, lên rất là xa. Và em đã thử làm rất nhiều những cái trải nghiệm. Thử để cho nó đẩy những cái thuyền hoặc là những cái chiếc ô tô rồi. Cực kỳ khủng khiếp. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đây em thử cho nó đẩy cái ô tô này nhé. Mọi người thì nó khói kinh. Đây là em dùng thử một mẩu rất là ngắn thử thôi. Ngắn quá, không đẩy nổi ạ.
không đi nổi. Đây là nếu như mà để cho nó chạy tự nhiên này, cho mọi người xem thử nó chạy tự nhiên như thế nào đấy nhá. Kinh không ạ? Úi. Nếu như có không gian rộng thì đảm bảo mọi người rằng nó chạy cực kỳ kinh khủng luôn. Mà vì đây em hạn chế nó ở trong bức tường, không cho nó đi ra nữa. Có giống tia lửa không ạ? Nhìn như tia lửa đúng không ạ? Cái này nếu thả dưới nước nó còn chạy kinh nữa. Hôm nào em sẽ làm một video chạy dưới nước cho mọi người xem. Bây giờ em sẽ thử đẩy một cái ô tô với một cái mẩu dài hơn để xem nó sẽ đẩy được như thế nào. Đáng nghe nó đẩy rất là mạnh đấy, nhưng vì cái bánh xe nó kẹt quá. Cháy khủng khiếp luôn ạ. Và đây là kết quả này. Nó cháy cả bánh xe luôn mọi người ạ. Thật là khủng khiếp. Đúng là một lượng nhiệt quá lớn. Wow.